Là cái cây này tác dụng là mình khi mình điều khiển con bò mình tọt cái này cho nó nhột nhột nó chạy đi ha. Gặp người quen không quen ăn chào chứ. Chào em. Hôm nay cũng đi quay đua bò nữa đó ha. Làm một lọt của Giang được cho khán giả. Wow, quá xinh luôn rồi. Đây cô y tá đúng không? Năm nay nhiêu tuổi rồi? Rất là nguy hiểm luôn. Những cái trái đu đủ sống như bào sợi nè, ăn với các loại gia vị, hình như là lúc trước ăn là đếm mười mấy gia vị phải không chị? Nãy giờ mới được chào á. Rồi xong luôn. Té rồi. Chưa tới đích. Hai em gái học sinh chào rất là xinh đẹp ha. 2, 3, yeah, rồi về chụp cho tấm hình gửi qua. Tao quay YouTube kia chụp hình. Ừ. Người đẹp dễ thương quá, cái bao nhiêu ống kính ngắm lên không luôn vậy đó. Em gái không có hiểu tiếng người Kinh mình. Em là người dân tộc Khmer hay là người mình? Lai, còn Lai. Tài xế bò mới vừa bị té nãy đó mọi người. Trời rất nguy hiểm ha. Hi, xin chào quý cô chú, anh chị và các bạn đến với kênh Gió Phương Nam. Hôm nay Gió Phương Nam sẽ đi quay đua bò, một cái lễ hội mà diễn ra hàng năm của người dân tộc Khmer ở Chi Tôn, An Giang đó mọi người. Thì bây giờ không nói dông dài, mời quý cô chú, anh chị và các bạn cùng Gió Phương Nam đi vào phía trong để thưởng thức cái không khí lễ hội như thế nào. Rồi, bây giờ mời quý cô chú, let's go. Đây là ngoài khu vực sân lễ. Giờ này 7 giờ mọi người. Hello, xin chào em. Đây, một em gái người dân tộc mặc bộ đồ rất là dễ thương ha. Em gái khách mời mà. Diễn viên điện ảnh đó. Trước khi vào sân lễ, Gió Phương Nam sẽ đi dạo quanh một vòng phía khu vực ngoài, coi quay cái cảnh không khí bà con mình buôn bán giống như những cái chợ đó mọi người. Anh trai bán nón, một cái nón 20 ngàn. Chào anh. Đó, bà con mình đi thấy nắng quá thì ghé mua nón đội. Hôm nay Gió Phương Nam rút kinh nghiệm hàng năm rồi, Gió Phương Nam chuẩn bị những cái nón sẵn rồi. Nào nắng cái mình đội lên, giờ này nắng cũng rắc rồi mọi người. Ấp lưng điện thoại đây. Chào anh. Dạ em là Gió Phương Nam anh. Đó, những ấp lưng điện thoại xinh như thế này, mấy bạn nữ thích lắm nè. Thôi mình không nói dông dài, mình đi vào trong ha. Đây bên này thì có bán đồ ăn, nước uống, bánh mì á mọi người. Và bên đây không biết bán gì đây. Ồ, bán đồ nhậu. Này bán đồ nhậu nè mọi người. Chào cô. Bán cà na ngào đường luôn. Ôi ôi, trái cà na nhìn ngon quá. Con quay cái cô chút xíu còn lại con ủng hộ. Dạ nhớ mà. Cái gì? Con chúc cô mua may bán đắt nha. Rồi chào cô. Rồi đi tới phía trong này mình đã thấy mấy con bò rồi bà con ơi. Wow, hai con bò này hai cái cục gù nó to quá ha. Đó, dài phía bên kia mọi người. Những cái đôi bò tập trung chờ thi đấu nè. Quá nhiều luôn. Những con bò năm nay nhìn thấy là lực lưỡng quá ha. Và mình sẽ tiến tới trước. Vậy là anh trai này ở xã Châu Lăng dự thi với một cái đôi bò nhìn là khá là lực lưỡng luôn.
Đó. Con thấy cái gù con bò đây. À, con bò số 06 bà con. Ừ. Bò số 06. Cái bò nhìn cái gù lực lớn quá ha. To luôn. Xói nước cho anh mát. Nãy giờ thấy xả nước vô trong kia mà chưa thấy nước. Đây. Cái bò này cũng khá to luôn bà con. Ô, đứng cao hơn mình luôn. Cái bò này có từ 1m6 ha. Đó bò số 01. Đó, thấy đông không mọi người? Không biết mấy giờ mới làm lễ khai mạc, không biết. Đây một hàng bò đang đứng chờ thi đấu rồi đạp luôn, đạp phân bò luôn. Đi không để ý là đạp phân bò luôn rồi bà con ơi. Tại chỗ đua bò mà thì bò nó nhiều thì nó ị nhiều thôi. Mấy giờ mới khai mạc hả chú? Mấy giờ mới khai mạc? Không biết. Chừng nào người ta kêu mới khai mạc á chứ giờ không biết giờ luôn. Dạ. Đây. Đây đồng bào người dân tộc. Bà con mình rất là vui vẻ ha. Đang để mình đi mình hỏi anh trai này cái coi. Ô, cái nải chuối này mình cúng là cúng như thế nào vậy chú? Có ai biết không? Có ai biết không? Có ai biết không? Giải thích giùm con. Dạ tại vì không biết sao mà thấy cúng cái nải chuối với ngô nổ nè, bắp nổ nè. Dạ có nghĩa là mình cầu mong cho đôi bò mình sẽ được hạng nhất ha. Rồi quá hay luôn. Cái này là trước khi mình đua là mình cúng hả anh trai? Bây giờ là mình đua mình có cúng. Vậy là một cái điều tâm linh hết sức là thú vị ha. Dạ. Rồi hy vọng là cái đôi bò này sẽ được hạng nhất luôn. Dạ. Rồi quá im luôn. Mình là bò của xã nào chú? Mình là đôi bò của xã nào? Dân giáo Tịnh Biên. Anh tham gia vô cái lễ hội đua bò là được bao nhiêu lần rồi? Không biết bao nhiêu lần luôn ha. Có nghĩa là nhiều quá nhiều rồi. Nhiều quá nhiều luôn. Cứ nghĩ là cứ lễ là mình tham gia và mình đua đúng không? Rồi mình đạt giải nhất được bao nhiêu lần rồi anh trai? Hạng nhì, hạng ba chưa gần, được giải nhất. Dạ. Gần nhất là hạng nhì đúng không? Là chắc có lẽ là 2 năm trước quá. Vậy là Covid 2 năm mình đâu có mở đâu, đúng rồi. Là giải gần nhất là 2 năm trước. Vậy là năm nay hạng nhất nè ơi. Ồ, chắc ăn luôn. Rồi chúc anh nhất nha. Đội của anh là đội nào đó? Trời vui vẻ quá. Hai đôi luôn anh trai. Ba đôi luôn. 12/09 và 21 ha. Rồi hy vọng là một chút xíu sau nghe. Mình nghe thông báo là 12/09 21 là nhất nhì ba luôn. Nguyên gia đình đi. Nguyên gia đình đi tham gia luôn nè. Quá vui bà con ơi. Ơi bây giờ mình sẽ tiến tới phía trước nữa. Mình đi giao lưu với mấy cái đôi bò này. Đây cũng có nải chuối cúng nữa kìa. Đó là một cái điều tâm linh bò thú vị quá. Giống bò gì ha, anh trai? Đây cúng hẳn luôn con gà luôn. Chú cái bò này mình là gọi là giống bò gì chú? Bò mình.
đã chú mới nói là bò mình giống bò mình. À, mọi người thấy không, mình đứng gần luôn mà cái chiều cao con bò này rất là cao luôn ha. Cái gù của nó là bà con quá to luôn. Gọi sừng được không anh? Sừng quá luôn. Cái sừng nó làm như có tham ở bò hả? Thấy có gì trơn trơn nè. Dầu dừa à, thì ra hôm nay mới phát hiện. Ở mình tha như vậy có tác dụng gì không? Cho nhìn nó bóng nó đẹp ha. Tưởng đâu nào giờ mấy bà già bên nhà tha dầu dừa lên tóc, nay con bò cũng được tha dầu dừa lên cái sừng nữa. Điều thú vị vui quá bà con. Đây để hỏi anh trai này coi. Anh cái cây này mình kêu bằng cái cây gì anh? Cây cù mốc hả? Vậy là cái cây này tác dụng là mình khi mình điều khiển con bò mình tọt cái này cho nó nhột nhột nó chạy đó ha. Gắn trên đầu là một cái giống như cây đinh vậy bà con. Rồi cảm ơn anh trai nha. Dài dài ở đây quá là nhiều luôn. Nãy giờ mình đi thì mình thấy toàn là giống bò cao không ha. Đó như giống bò đây nè. Rất là to luôn. Hai anh bò này chắc là giống bò Việt Nam. Nên là anh nhỏ con quá. Đây. Cái con bò này sao mà nó đội cái đó là nó từng đoạt giải hả chú? Phải không? Nó đội cái vàng vàng cái đó là nó từng đoạt giải phải không mấy anh mấy chú? Dạ cờ lưu niệm hả? À vậy là giống con cái cặp này là nó năm trước nó đoạt giải ha. Bây giờ mình cho vậy là anh này là giữ chiếc đai vô địch nè. Dạ đây là cặp bò số 18 nha, từng giữ chiếc đai vô địch nha. Đây. Rất là lực lưỡng luôn. Đó dài dài. Hôm nay thì mình thấy ngoài kia ít bán đồ, chỉ có khu vực phía bên đây là bán đồ nhiều. Buổi sáng giờ chuẩn bị mồi sẵn gì luôn ha. Đây mới buổi sáng rồi. Dạ này thịt vịt phải không? Đi đem theo nguyên một cái chai với cái ca vậy luôn đó. Đây quay cái mấy anh trai mình ở đây. Sáng vô vậy là thấy ấm bụng rồi đó ha. Đây mấy em nhỏ mình cũng đi xem luôn nè. Mình sẽ đi bên đây, mình thấy ở bên đây nữa nè, cũng đang vô rồi bà con. Wow, bên đây đặc sắc quá ha. Con cá này con cá Sa Pa phải không? Cá Sa Pa, ấy cá tai. Em theo là sẵn làm buổi sáng cái ấm bụng nên có động lực để mình đua ha. Quá êm rồi. Miền Tây luôn. Đây chủ bò đây hả? Ông lớn luôn. Đây vậy là cặp bò số 20 á. Rồi chúc mấy anh trai mình buổi sáng vui vẻ nha. Dài dài ở đây nữa nè bà con. Đây, mình quay cái chỗ đứng của cái người tài xế mà đứng để điều khiển đôi bò nè. Đó, cái đây là một cái miếng ván ha.
được kết với một cây hai cây tầm vong lên trên như vậy đó. Thì khi mình đứng đây mình điều khiển, mình điều khiển con bò kéo dưới này ha, chạy trên sình à, có mấy cái miếng cao su của cái vỏ xe. Vậy hả? Rồi cảm ơn nghe, nãy giờ không biết sợ bò đá đá chúng cái hơi mệt à. Rồi bởi vậy rồi cảm ơn anh trai nhắc nhở mình không có được đứng gần cái đuôi ngoài sau lưng con bò, nó đá một phát là kiểu như là xong luôn, xong luôn. Đây đây nè, tới đây là mình thấy bà con mình buôn bán rồi nè, những cái đồ ăn thức uống. Ở đây là bán bánh mì. Chào anh bán bánh mì, sáng giờ chắc bán được lắm luôn ha. Không, bữa nay người ta đi chơi sớm người ta đói bụng, người ta ăn bánh mì là dễ ăn nhất. Rồi cảm ơn anh, chúc anh mua mai bán đắt. Rồi cảm ơn anh. Tiếp tục à, đây là mấy cái gian hàng bán nước ướp lạnh. Có bia luôn. Này có bán đá mía nè, bà con mình có đi mệt thì ghé mua đá mía uống. Đằng kia thì còn rất nhiều luôn bà con ơi, đi chắc không hết cái dãy này luôn, người ta buôn bán nè. Tại khu vực chỗ này thì người ta tập trung đông á, nên mình quay những cái đôi bò ở tập trung ở khu vực này thôi. Thì đây chắc có lẽ là một đại gia đình đi xem đua bò hay gì đây. Ủa sao thấy tôi quay cái ngó chỗ khác vậy ta? Rồi cảm ơn. Bún giò heo. Đây anh Cao Tùng Vlog có muốn ăn bún giò heo không? Nhớ thích ăn giò heo lắm mà. Cái này chưa đói ha. Thịt nướng lụi à, tôi biết sao anh không đói bụng rồi. Tại vì không có gặp mấy cô gái xinh đẹp bán, anh không có đói bụng đâu. Bán nước giải khát nè bà con. Ông kia hello em trai ha. Bây giờ tôi hello em gái mới được. Hai bạn người ta đi chơi đi quay khác quay đi quay. Hai bạn ta đi chơi em đưa lên sóng hoài luôn, tội nghiệp ta. Rồi chúc hai bạn đi chơi vui vẻ nha. Chào. Hello em gái luôn. Đây tôi hello em gái bên này cái coi. Chào em. Hello hello chú nè. Thấy mình quay phim cái người ta ngại ngùng. Đây người đẹp ngồi bán cà na. Sáng giờ bán được không thấy ngồi thẳng thờ vậy người đẹp. Thôi đi anh đi chỗ khác để người ta buôn bán lợi anh quay hoài à, kỳ lắm à. Rồi chúc người đẹp mua mai bán đắt nha. Có một nụ cười rất là dễ thương. Do tình hình Covid-19 nên là 2 năm rồi không có tổ chức đua bò á mọi người. Mọi người thấy cái sân hôm nay nó mọc cỏ khá là nhiều luôn. Hồi hôm bữa mình đi quay tinh khí cầu á, kinh khí cầu á là mình thấy không có nước luôn, khô gan luôn. Hôm nay là người ta mới bơm nước vô chút xíu. Đây, có chú bán kèm này nè. Người đẹp này nhiêu tuổi rồi mà năm nay thấy ăn kem giống mấy đứa trẻ như vậy. Chú bán kem ha, rồi tính lại mua cái hình quay cái sừng luôn rồi kìa. Có mấy ông kia đâu hết rồi. Đây sẵn đi ngang cái khu vực này mình mới thấy cái món đặc sản của Chi Tôn đây. Ghé vô quay cho bà con mình coi nha, đu đủ đâm. À bữa nay là mới thấy là được. À, những cái trái đu đủ sống hình bào sợi nè, ăn với các loại gia vị, hình như là lúc trước ăn là đếm mười mấy gia vị phải không chị?
Dạ tổng cộng là 12, 13 gì cái gia vị á. Đây đủ năm mình ăn với bò nữa. Đây bà con biết cái mặt của anh này không bà con? Rất là nổi tiếng ăn gian mình. Anh này mới vẽ, anh này mới vẽ. Trước mình có một cái clip đu đủ đâm mình đã quay cách đây khoảng 2 năm nay rồi đó, bà con. Đu đủ đâm hay còn gọi là gỏi đu đủ của người dân tộc Khmer rất là nổi tiếng, trộn chung mười mấy cái gia vị. Mình mới vừa nghe thông báo đã đến giờ làm lễ rồi bà con. Mình nghe trên báo đài viết á, trên mạng viết là khoảng 7 giờ khai mạc buổi lễ, nhưng mà giờ này 7 giờ mấy rồi. Mình hỏi mấy anh em kia đua bò thì nó chưa biết nữa, giờ nào thông báo thì cứ khai mạc. Mình đã nghe thông báo khai mạc rồi. Hôm nay do thi vòng huyện nên thấy ít bà con mình đi xem quá, chứ không như mấy cái lần thi mà tranh cúp truyền hình. Khúc này là do chính sách bản quyền của YouTube mà lúc làm lễ mọi người họ phát nhạc rất là lớn nên mình không có thu tiếng được. Mình tiếng này mình về mình lồng tiếng lại sau khi mình edit nha mọi người. Hai em gái áo xinh chào rất là xinh đẹp ha. Rồi đây là em gái người Khmer và tiết mục chương trình biểu diễn văn nghệ đang được diễn ra. Rồi bây giờ nè, hai em gái người Khmer chào camera mình cái nè. Đó, những cái đôi bò được tập trung trước sân lễ để chuẩn bị khai mạc. Và đây là một cái em gái khá xinh đẹp, hình như là phóng viên nhà báo thì phải á. Đây là sau hậu trường. Chào hai người đẹp áo xanh, nãy ca hay quá, múa đẹp quá luôn. Em gái đang lưu lại cái khoảnh khắc cho hai người đẹp áo xanh kia. Nãy giờ nhạc quá phỏng vấn không có được. Nãy giờ nhạc quá phỏng vấn người đẹp không có được. Bây giờ không có nhạc mới phỏng vấn nè. Đây là một em gái người mang bộ đồ của người dân tộc Khmer. Nhà mình cũng gần đây luôn hả em gái? Thấy không? Vậy là không có hiểu tiếng Việt ha. Em gái không có hiểu tiếng người Kinh mình. Rồi cảm ơn em nha. Người đẹp ơi, nãy giờ anh thấy ống kính dưới quay lên em nhiều lắm á. Ống kính dưới kia kìa, thấy chưa? Vậy hả? Sao? Ngại hay gì? Hả? Bên báo. Bên báo mà vừa làm bên YouTube luôn. Bên báo mà vừa làm bên YouTube luôn. Cái người đẹp dễ thương quá, cái bao nhiêu ống kính ngắm lên không luôn vậy đó. Rồi cảm ơn người đẹp nha. Giờ này là tất cả các đôi bò tập trung trước sân để làm lễ khai mạc rồi. Thì chờ khai mạc của lễ xong là sẽ cho thi đó mọi người. Hồi sáng mình đi thì bà con mình ít ha. Giờ này bà con mình tập trung rất là đông phía khu vực bên kia kìa. Đó, khá đông luôn. Hai con bé nó làm cái gì kìa? Con của em á hả? Em là người dân tộc Khmer hay là người mình? Lai à, còn lai. Hèn chi bởi nói chuyện tiếng Kinh nghe rõ. Em gái kia nãy nói chuyện không được. Người gặt luôn, nó không hiểu luôn. Vậy là chút xíu sau là mình mặc cái trang phục này xuống dưới mình múa đó ha. Ờ, để quay lại khoảnh khắc mới được. Còn đây là ông xã. Đây, chào ông xã luôn nè. Anh ở Long Xuyên lên. Đây. Bây giờ mấy chủ bò lên nhận cờ lưu niệm của ban tổ chức rồi mọi người. Thank you.
Bây giờ là dẫn bò đi hai vòng để làm quen sân để bắt đầu thi đó mọi người. Vừa làm quen sân mà vừa cho mấy con bò nó khởi động luôn hai vòng để chuẩn bị thi. Đây bà con mình đi xem đua bò, tập trung xung quanh cái sân bò rất là đông luôn. Phía bên này bà con mình tập trung đông nè. Wow, tại vì mình thấy đằng kia, phía đằng kia là cái đích đến, chỗ hai cây thốt nốt á là cái chỗ đích đến, nên bà con mình tập trung, thường thường tập trung cái chỗ đích đến đông nhiều lắm á. Chào, hai, vui không? Chưa có đua mà vui gì. Giờ này nắng quá vui không? Nắng quá vui rồi. Sáng giờ có vô sĩ nào chưa? Mấy anh em mình vui tính ghê luôn ha. Đó, tập trung đây. Mới hỏi mấy anh trai người dân tộc mình á, đồng bào dân tộc mình là cái tiếng Khmer nhìn vào camera thì mình phải nói sao, thì mấy anh trai mới nói là mơ camera. Thì ra bữa nay mới học hỏi được một cái tiếng. Đây mình bà con mình đi xem đua bò đây. Sao mà đi xem đua bò mà buồn ngủ chứ vậy? Buồn ngủ. Chào em gái nha. Nãy giờ đi, nãy giờ mới được chào á. Dạ, quay vé số luôn. Mình đến từ đâu đây, giới thiệu cho khán giả người ta biết luôn. Thành phố. Rồi ba má ở nhà sẽ xem cái clip gió phương Nam là sẽ thấy liền. Đây mấy bạn mình đến từ thành phố Hồ Chí Minh nhưng quê quán ở Đồng Tháp. Đôi bò thứ nhất bắt đầu khai mạc cái cuộc thi đó bà con. Đã hết một vòng thả đi bộ rồi, bây giờ tới cái vòng chạy thúc. Ôi, lặn lên trên rồi. Ôm cái cua nè. Rồi, tài xế này đã bị té rồi bà con ơi. Tài xế này để bị té. Ăn thịt bò ở chặng đường rồi. Nặng ký phải rồi, gãy phải rồi. Vì là lo ăn thịt bò không nặng ký gãy. Tài xế này đã té rồi, thua cuộc rồi. Cái lễ hội này diễn ra hàng năm thì của người đồng bào dân tộc Khmer nên rất là đông bà con người đồng bào dân tộc đến đây tham dự cái buổi lễ và coi. Đây là cái truyền thống văn hóa, một cái nét văn hóa hết sức đặc sắc của bà con mình. Mình xin giải thích thêm về cái quy tắc hay lễ cuộc thi này đó. Đây là cái điểm xuất phát nè. Hai chủ bò sẽ bắt thăm người nào đứng trước, người nào đứng sau. Thì nửa vòng đầu tiên là nửa vòng đi bộ. Đây, nó đi bộ. Đi nửa vòng như này. Nếu như mà cái người đi sau, cặp bò đi sau mà đạp lên cái cặp bò, cái người đi trước thì sẽ bị thua cuộc. Và sau khi nửa vòng như thế này, bắt đầu tới vòng thả là hai cặp bò sẽ quyết định thúc chạy về một cách nhanh chóng, thì cái đôi bò sau chạy như thế nào mà vượt hơn đôi bò trước hoặc là đạp được đôi bò trước thì đôi bò sau sẽ thắng. Còn nếu như không có đạp được thì hai đôi bò sẽ quyết định đua quyết liệt và về đích. Về đích là chỗ gần cái điểm xuất phát luôn, có hai cây thúc nốt. Đôi bò nào về đích trước thì đôi bò đó chiến thắng. Đây cái vòng này là nữa, vòng này là thả đi bộ bà con, nhưng mà cái này thấy điều khiển thấy chạy không ha. Đúng ra qua bên đây mình mới chạy nè. Rồi. Bây giờ nó chạy rút về đích đó bà con. Nhưng hai đôi bò này trên lợt quá. Đó, miết. Đôi bò sao ngược kìa. Chạy lên bờ luôn. Rồi đôi bò cái chạy lạc bờ luôn rồi.
Đây bà con mình đi xem đua bò đây. Rất là đông luôn ha mọi người. Quả xá là đông luôn, mới vòng quyện thôi, chừng nào tới tranh cúp truyền hình còn đông hơn nữa. Đang bơm nước vô thêm cho cái sân nó có nhiều nước để dễ đua hơn á, trơn tru hơn á. Đây cũng gặp người quen luôn, chào nha. Hai bạn trẻ hồi nãy mình gặp rồi nè, bây giờ gặp tiếp tục nữa nè. Hai đứa quay đây chào coi, cho lên phim cái coi. Nãy hai bạn trẻ này đi chơi gặp lúc nãy á. Đây dòng này nó bị quẹo rồi bà con ơi. Đây rất là đông luôn bà con. Quá xá mà đông luôn ha. Wow, tới cái dòng này rồi, té rồi. Té này rồi. Này bị té rồi. Té luôn rồi, té luôn rồi. Té luôn. Tài xế bò mới vừa bị té nãy đó mọi người. Chơi rất nguy hiểm ha. Đầu cổ sình bùng không. Giờ rửa cho nó hết. Canh quan á. Cặp bò tiếp theo là mình thấy hình như là không có cân sức ở mọi người. Cái cặp bò trước á nó to mà nó cao, cặp bò sau là cặp bò vàng mà lúc đầu clip mình quay á nó nhỏ con nha. Bây giờ bắt thăm là cặp bò vàng được đi trước rồi đó, không biết kết quả sẽ như thế nào. Thì chút lát nữa đây qua khu vực bên đây về đích mình sẽ quay cho mọi người thấy cái khoảnh khắc về đích như thế nào nha. Bây giờ tới cái dòng thả đi ha. Vậy là theo kinh nghiệm là thấy vậy bò vàng chạy dữ lắm không sao. Dòng thả mọi người sát dụng nước luôn. Bây giờ là chuẩn bị tới dòng thúc rồi nha. Rồi dòng thúc đã chạy rồi. Rồi cặp bò bự đã chạy vượt mặt cặp bò màu vàng luôn rồi. Đây chưa biết kết quả, chưa biết làm sao. Không biết là ảnh có bị lạng qua đây không nha. Chạy thắng một cách nhẹ nhàng luôn. Thắng một cách nhẹ nhàng luôn bà con. Tuy thua nhưng mà vẫn cố gắng chạy về cho nó có phong độ chút xíu. Xa quá mình không có zoom gần lại cho bà con coi. Cái cặp bò này là cặp bò quán quân mà trên đầu nó có cái treo cái cờ lưu niệm hồi nãy. Đầu clip mình quay á bà con. Đó, cặp bò quán quân ra thi đấu với cặp bò kia không biết kết quả như thế nào. Đây cặp bò này là cặp bò có chiếc đai vô địch mà mình mới vừa nói, đang ở dòng thả, dòng đi bộ á. Quyết định sẽ quay full cái cặp bò này luôn như thế nào.
sắp tới dòng thúc về rồi. Đây, hy vọng khoảnh khắc quyết liệt này xem như thế nào. Rồi xong rồi, xong rồi, xui quá, con bò giữ đây vô địch nó quẹo rồi, thua rồi. Rồi xong luôn. Rồi té luôn. Rồi té rồi. Vừa tới đích té bò luôn. Chút xíu nữa là được rồi. Còn rồi. Siết cổ con bò luôn bà con ơi. Đang mở ra cho nó thở, nó siết cổ luôn rồi, kính cổ con bò luôn. Bà Nghiệp té con bò. Bởi vậy cấm cái đầu luôn, nguy hiểm quá. Có con gãy cổ kìa, con này chưa. Rồi. Có con nó gãy cổ luôn hả? Có con gãy cổ luôn mà năm nó đua con gãy cổ luôn mà. Rồi, nguy hiểm ghê luôn ha. Xúm nhau để mở cho con bò. Con siết đó đó. Cắt dây luôn, mà năm là con kêu cắt dây cho mới gỡ. Đó, cắt rồi đó. Phải cắt dây à. Rồi đi vô. Nên đợi kia đã qua mặt luôn rồi. Con mấy năm rồi biết. Cái này cắt dây chứ mở lâu lắm chứ. Ý con đẹp quá đó. Nó đẹp. Có hai cái vàng vàng trên đầu. Còn đây là anh bò vô địch đây. Bò vô địch năm nay chạy tào lao luôn. À, cặp bò này không thi mà cũng thắng nữa là lý do là cặp bò kia đã bỏ cuộc rồi. Nên con bò này chỉ nhiệm vụ lai rai bây giờ cũng cũng thắng đó bà con. Nhưng mà kệ thúc như vậy đó, rất là đẹp ha. Giờ này ban tổ chức thông báo là cho nghỉ giải lao 15 phút. Rồi sẽ cho những cái đôi bò chưa được thi sẽ tiếp tục vào thi. Và thi xong thì sẽ có những cặp bò tranh nhất nhì và ba tư để kết thúc một vòng loại đua bò của ngày hôm nay. Mình sẽ quay lại cái không khí mà bà con mình đi xem lễ hội nè, mọi người thấy rất là đông không? Một số thì đi tránh nắng, còn một số thì quay về nhà. Nè, gặp người quen quay ngang chào cái coi. Gặp người quen không quay ngang chào chứ. Chào em. Hôm nay cũng đi quay đua bò nữa đó ha. Đi sáng giờ nắng thấy mồ luôn rồi. Anh đi với bước chân miền Tây. Rồi. Chào người đẹp. Bịt kính mít dĩ vậy rồi sao thấy được. Về không biết coi không biết ai luôn. Vậy ha. Rồi bạn nữ phải dở ra cái nữa cho ta nhìn được chứ. Không có, bây giờ mình hé ra cái cho ta thấy cái mình đậy lại. Rồi cảm ơn em. Rồi. Hey, bà con mình đang chờ trong những cái giây phút nghỉ giải lao. Chào anh trai nha. Chào. Chào em. Mười điểm. Câu 10 điểm này giờ thịnh hành quá ha. Ô chào. Này kênh YouTube con trai. Gió Phương Nam. Ừ. Nhớ đừng bấm nắng Phương Nam nha. Nắng dữ lắm rồi. Rồi. Quay nhiều nhiều nhớ mặc quần tà lõn dựng gách đáy nha. Ừ. Đây bây giờ mình sẽ đi một vòng đây, sắp tới giờ thi rồi bà con ơi.
Đây mọi người thì che dù, người thì đội nón, đây nắng quá rồi bà con ơi. À, chào mấy chị nha. Chào. Mới học được câu của người dân tộc nè, mơ camera. Đúng không? Đúng không? Hay bây giờ mình sẽ đi về dài lại đằng này nữa nè, rất là nhiều cái chỗ này là ngồi nhiều lắm. Wow. Chào con gái. Đi chơi à. Bữa nay chủ nhật mà nên bà con người ta đông lắm. Rồi, chào con trai luôn nha. Chào gia đình. Gặp tôi quay cái làm mắt lé gì ta. Làm lại làm con mắt lại. Nửa đưa lên làm hình nền luôn. Chết luôn rồi. Lên làm hình nền. Chưa có nghe thông báo là tới giờ thi lại nha. Hello. Toàn bộ là trai xinh gái đẹp không ha. Đây mình sẽ đưa mấy cô chú anh chị em khán giả lên kênh của mình hết. Chào mấy anh trai. Đây qua đây thì thấy có nhiều người đẹp lắm luôn. Đây quá nhiều luôn. Nè tôi đi nãy giờ tôi mới thấy được có cô gái đẹp ngồi đây mà không mang khẩu trang nè. đi xem đua bò ha. Cháy máy luôn ha, rồi lỡ cháy cho cháy luôn. Đây mình wow. Đừng có đụng tôi nha. Đây mới dòng này mới có dòng thả thôi mà. Rồi khán giả ở trên ngồi trên thành nhóc luôn, ngồi trên cái lan can là nhóc luôn. Dạ chào. Nhóc luôn bà con, tranh thủ đi cái khúc này. Đây nè con, nhìn đây nè con, chào được con. Ơi ôi ôi, gặp đó bò đó về quá hay luôn kìa. Ôi ôi đây ôi, bò này vậy đẹp quá luôn. Hai đôi bò này vậy quá đẹp. Rất là nhiều khán giả ngồi ở cái khu vực này nha bà con. Mình chào rồi tiếp tục vẫn chào lại kênh Gió Phương Nam anh ơi. Dạ đây rất là nhiều luôn. Tiếp tục cho cặp bò mới ra để chuẩn bị xó tay. Một cặp rồi, cặp kia đâu, cặp kia chưa thấy ra. Đây anh cặp bò thứ hai bắt đầu ra để xó tay đây, chuẩn bị xó mũi nha. Anh bắt thì hình như là anh kia được đi trước hay vậy, phải rồi, anh ra sau này được đứng phía trước. Rồi cái này nè, bắt đầu đếm 2, 3, yeah, này quay phim chứ không có chụp hình. Tim phải không? 2, 3, yeah, rồi về chụp cho tấm hình gửi qua. Tao quay YouTube kia chụp hình, ừ. bị luộc chín mất rồi. Kênh Gió Phương Nam. Ừ. Bấm vô, nhanh cho subscribe nha. Hả? Ừ, Gió Phương Đông cũng được nữa, hoặc Nắng Phương Nam cũng được nữa. Đây. Đây mình nè. Rồi thôi bây giờ mình đi lại đằng kia bà con ơi. Chào nha. Đó, gặp bò đã được đua tài vừa xong. Bò này dậy về trước, không biết số mấy luôn, đứng xa quá không thấy bà con. Bà con mình mới vừa thấy cặp bò vừa chạy đó, rất là sôi động hả bà con. Mình bay lại cam ở trên mình thấy rất là tuyệt vời luôn, chạy sáng nước rất là đẹp ha.
Đó, thì lý do là có an ninh nhiều nên mình không có dám bay lâu. Ô, chạy yếu quá, chạy không có văng nước gì hết, yếu quá yếu, quá trời luôn, chạy lên bờ luôn rồi kìa, chạy lên bờ luôn rồi. Này, vô tình gặp được cô nữ y tá xinh xắn. Sao tự nhiên tao không dám quay chỗ khác vậy? Bây giờ quay ăn chào khán giả cái đặng ta đi nè, lột khẩu trang ra luôn. Rồi đó, bởi vậy làm một lột khẩu trang được cho khán giả. Wow, quá xinh luôn rồi. Đây cô y tá đúng không? Năm nay nhiêu tuổi rồi? À quên đó, xin lỗi. À, có người yêu chưa? Không có thì để ta làm mai cho. Vậy là cô y tá này cũng công tác ở đây ha. À không 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 hỏi tuổi hỏi tên được không? Ôi, ôi. Rồi cảm ơn nhiều. À, cô cô nữ y tá xinh xắn rất là vui tính. Rồi bò kia lủi rồi. Lấy xuống. Lấy xuống chạy lại chứ có gì đâu. Ok lủi rồi. Ở đó. Đó vẫn tiếp tục dẫn đầu. Tuy là lủi nhưng mà vẫn tiếp tục dẫn đầu. Cặp này đua không êm rồi. Giờ này là còn khoảng 8-9 chặng nữa là xong rồi đó bà con. Đôi bò phía trước cũng đang chuẩn bị về đích đây. Nãy giờ là mình chưa thấy cái đôi bò nào chạy mà mình nhìn thấy đẹp hết. Chắc có thể là một phần là do hai năm nay không có được thi đấu, một phần nữa do mặt sân thôi. Đây. Ô, đôi bò này đẹp nè. Ô, chạy sáng nước luôn. Ôi ôi, đẹp quá. Ô, ôi. Rồi đôi bò kia không có tài xế về luôn. Đây lúc nãy mình đi gần quá, mình không có quay cho mọi người thấy được. Thấy người ta đông kinh khủng không? Giờ này là 11 giờ trưa rồi. Cặp bò số 23 ra trận. À, con bò này là cặp bò, này là cặp bò quấn khăn đầu nè. Chị sống là được một tháng được triệu lượt xem vậy. Cũng quá trời luôn rồi. Cái hò reo, ôi con bò nè. Rồi đạp rồi, đạp rồi. Đạp rồi, đạp cái anh phía trước rồi. Đôi bò sao đạp anh phía trước té luôn. Đây. Anh phía trước té rồi bà con ơi. Bây giờ đem vô kêu y tế lại mới được. Quá rồi. Anh hài bò mới vừa bị té rồi bà con. Bò chạy quá tốc độ bị té rồi. Giờ đang được chăm sóc y tế. Đang được chăm sóc y tế. Đang được chăm sóc y tế bà con. Thấy rất là nguy hiểm ha. Sợ là quá nguy hiểm luôn. Bị tét chỗ cái gò má hay vậy. Bây giờ là cho tài xế nằm lên cái băng ca để mai luôn. Hình như là bị tét cái gò má. Máu ra rất là nhiều. Đem cái dù lớn lại luôn. Chừng gió cái dù nha. À, dính cái dù nha.
cho ông nằm xuống. Chắn gió giùm. Rất là nguy hiểm luôn. Hồi nãy cái chú kia bị tét cái gò má luôn, đang may đằng kia đó, mọi người. Nó gặp bò này nó đua sao mà nó chạy cà xìu xìu ảnh ảnh nha. Rồi không có xúc gì hết. Lần đâu? Thôi gặp bò kia đi bộ luôn kìa. Gặp bò này chạy sát nước ở trên nè. Thôi mà bỏ xa quá luôn. Bò số 23 về đích. Rồi anh tài xế kia té nữa rồi một anh. Mà không sao, té nhẹ mà. Tài xế đằng kia té mọi người. Ôi cặp này. Quá đẹp luôn cặp này. Đây để mình quay cái hai cặp này vô chung kết nè. 23:16. Không biết là cặp nào sẽ về nhất đây. Đang chuẩn bị cho bò xuất phát. Quá luôn à, nhìn đôi bò lực lưỡng nha. Đôi bò mang số 23 thì một con màu vàng, một con màu trắng. Đó bắt đầu dòng thả đi bộ. Đôi bò số 16 thì cặp bò trắng. Không biết đây quá hồi hộp. Để mình qua cái góc bên kia mình quay cho bà con coi con nào dễ nhất nha. À, cái mức đích nghe bà con. Rồi bây giờ đã chuẩn bị tranh nhất nhì đây. Rồi chắc có thể là bò 23 về đích bà con ơi. Ô đây bò số 23 về đích đợt giải quán quân của kỳ này. Rồi bò số 16 sáu về sau. Hơn 11 giờ trưa rồi mà bà con mình còn khá đông để coi cái giải, cái dòng chung kết này tranh nhất nhì. Vừa rồi bà con thấy là số 23 đã về đích. À, xin lỗi bà con nghe, nãy tưởng đâu cặp bò 23 hồi nãy là thi chung kết rồi nhưng không phải. Dòng này là cái dòng tranh 34 nè. 08 đã ra sân. 34 sau khi 34 xong rồi cặp nào thắng mình mới vô chung kết là tranh nhất nhì. Còn hai dòng nữa thôi. 16 và 08 đang tranh 34. Đây ồ cái anh 08 này nhìn ảnh lực lưỡng ha, tướng ngầu quá luôn nè. Thu gần lại cho bà con coi nè, thấy chưa. Thu gần lại cái lắc đầu anh chào hay gì kìa. Hy vọng anh 08 này sẽ được vào chung kết nha. Tự nhiên thấy có duyên với ảnh á. Đứng ở cái góc này mới thấy được gần cái cảnh thúc rồi bà con. Đây cái đôi 08 chạy đang chạy phía trước đây. Cố lên 08 ơi, đang có thiện cảm 08. Ôi sao 08 chạy lên bờ rồi. Rồi rớt này luôn, rớt anh tài xế luôn. Rồi anh 08 về đích. 08 về đích nhưng mà bà con chạy quá trời chạy luôn, anh lủi vô bờ luôn. Mình có thiện cảm anh 08 ha. Quá trời chạy luôn rồi. Đây là một trận đấu đáng mong đợi nhất của ngày hôm nay. Giữa đôi bò số 23 ở Lương Phi và đôi bò số 02 ở Núi Tô.
đang tranh nhất nhì đây. Thì không biết anh nào sẽ được quán quân năm nay. Nhưng mà tự nhiên mình thấy cảm giác là anh 02 này thấy ảnh ngon hơn đó bà con. Nhưng mà cuộc đua mà không có biết được đâu. À, thiên thời địa lợi thôi. Không biết được chừng nào về đích mới biết được kết quả. Đã xuất phát rồi. Cố lên 02 ơi. 23 đang chạy rất là quyết liệt. Rồi. Ôi. 23. Ồ, 23 đã về nhất rồi. Ôi. 23 về nhất, 02 về nhì. 02 của xã Núi Tô về nhì. 23 giải nhất rồi, quán quân năm nay. Một đôi bò, một con màu vàng và một con màu trắng của Lương Phi. Kịch tính quá bà con ơi. À, mọi người ơi, cái video clip của Gió Phương Nam quay về lễ hội đua bò năm 2022 tại Chi Tôn An Giang đến đây chắc có lẽ là xin được kết thúc. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video clip lần sau. Mọi người đừng quên nhấn nút like và đăng ký để là người đầu tiên xem những video clip kế tiếp nha. Bây giờ Gió Phương Nam xin chào, hẹn gặp lại tất cả mọi người.